là anh trưởng cơ mà anh cũng coi hồng đẹp trai cũng thế à, rất phố cha à. Từ đừng dùng máy. Bà lo. Xin chào quý vị và các bạn. Anh Cường đã cầm ý long kiếm. Ê điên đỏ long. Ngồi trên cây đa, anh chờ ngày đi. Anh rất cao to đẹp trai và khỏe khoắn. Anh cũng coi hồng là anh rất đa tài. Hôm nay đến đây với chúng tôi là anh em chúng tôi là rất vui mừng được chào quý vị các bạn đến với chương trình V Meet Idol, những người đánh giám giỏi nhất thế giới và nhanh nhất, mạnh nhất thế giới. Vâng, cuộc thi này tuyển nhân tài đất Việt gồm có Hợp Lý, Phúc Hạ, Phúc Thượng, Phúc Thủy, Phúc Châu, vân vân. Tiếp tục chú bình luận đi. Ai à, rất ca to là đẹp trai, nói các bạn đã hay chưa? Chưa. Các bạn không coi tao à? Anh cứ coi hồng là những anh đi theo anh Cường là tay cầm côn thiên đầu long ký. Chầm hết thời gian. Rồi cứ quay không?